Như chúng ta đã biết, để chọn một sản phẩm tốt chưa chắc bạn đã có thể chăm sóc da tốt nhất. Bởi thực tế còn phải chú trọng đến yếu tố sản phẩm đó có phù hợp với làn da bạn đang sở hữu hay không. Chính vì vậy, mà để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng bạn cần phải biết Serum Balance Vitamin C dành cho da gì, để từ đó xem thử sản phẩm có phù hợp với da của mình hay không nữa. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Serum Balance Vitamin C xem nó phù hợp cho da gì nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Như chúng ta đã biết, Serum Balance Vitamin C có một bản thành phần khá là an toàn, được chiết xuất từ những thành phần lành tính với nồng độ vitamin C 3%. Gồm các thành phần chính ở dạng dẫn xuất ổn định của vitamin C, nên không phải lo sợ bị kích ứng khi lần đầu sử dụng vitamin C. Do đó mà sản phẩm này được nhiều người ưa chuộng bởi sự tự nhiên của sản phẩm. Đối với những bạn có làn da đang bị mụn hoặc đang bị sẹo rỗ, lỗ chân lông to do da tiết nhiều dầu, Serum Balance Vitamin C sẽ là giải pháp tuyệt vời. Vì trong serum có chứa hợp chất sodium ascorbate phosphate, kẽm BK cực tốt giúp giảm thiểu tình trạng mụn đáng kể nhé. Ngoài ra, điểm đặc biệt của Serum Balance Vitamin C làm da thêm phần hồng hào và trắng sáng chỉ trong thời gian ngắn sử dụng đã mang lại hiệu quả khá rõ rệt. Đây chính là chân ái cho các nàng có làn da thâm sạm nhé. Nói tóm lại, vì thành phần chiết xuất lành tính, nên Serum Balance Vitamin C phù hợp mọi loại da kể cả da đã từng bị tổn thương hay da nhạy cảm đấy nhé. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán Serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.